Cái gì? Bọn nó bảo hai công rồi. Làm sao? Đến chưa gì lâu lại bắt ông thôi. Tại cái lúc kia chạy đến ông ông động ba trả công bằng gì kìa. Ông ấy mất đá penalty Việt Nam bị đá Việt Nam bị bọn nó ấy tận 4 lần mà ông nhận tài khoản trả có phản ứng gì cả. Việt Nam bị ấy bọn nó 1 lần nữa mà ông ấy cũng nhận đá phạt. Ông nhận tài khoản trả có phản ứng gì cả. Thế là Việt Nam thua rồi à? Bọn nó bảo hai không rồi thì nó sẽ thua. Mình chưa được quả đâu kìa. Mới hiệp 1 mà còn hiệp 2 cơ mà. Hầm. Thế khóc. Nhưng mà không chẳng tay không công bằng. Đá sân của nó thì sao thế? Việt Nam mình bị ẩy 4 lần, 5 lần mà chẳng có đá phạt hay thẻ vàng gì cả. Mới hiệp 1 mà, còn hiệp 2 mà.